Hello anh em, lại là em đây nha. Thì nếu anh em nào có ra nhu cầu quan tâm về cái dòng phong tử khoảng 4-5 triệu và muốn mua sản phẩm nào nó tốt, nó bền và nó chịu lực tốt và nó đẹp thì đây là video này dành cho anh em nha. Em xin giới thiệu cho anh em một mẫu ghế vô cùng hot và xứng đáng mua nhất hiện nay luôn anh em. Mẫu ghế dòng tay chữ C nha anh em. Thì cái mẫu ghế này không hề xa lạ với anh em luôn. Mẫu ghế này thì anh em sẽ mua rất là nhiều và đầy đủ công năng luôn nha anh em. Nâng lên hạ xuống rồi xoay 360 độ hạ ra và mặt trái tay bình thường luôn nha anh em. Đây, đây. Ghế chúng ta đang ngã nha anh em đây. Và bên lên nhẹ nhàng và hạ xuống rất là nhẹ nhàng nha anh em. Anh em nào có nhu cầu quan tâm về sản phẩm này thì liên hệ công ty trên video giùm em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.